Hôm nay là mình đi giao hàng cho khách. Thì khách này chắc là người Ba Tàu á. Watanabe thì khách rất là ưng luôn. Cũng vui. Anh em làm thì vất vả lắm. Và để khi mà mình đi giao hàng qua mà gặp khách mà người ta họ vui thì mình rất là mừng. Như cái thành quả của mình đấy thì chỉ mong là được khách hàng họ ok. Thì cái chuyến này mình đi thì có một điểm trừ là cái đồn xấu quá. Cái đồn xấu quá khách không lấy. Không lấy thì thôi mình đem về bán cho khách khác. Nhưng mà cũng tiếc cái đồn cao đẹp. Đồn mà mình đo thước lộ ba. Nói chung là trong mấy cái đồn mà mình làm cơ tưởng thì đa phần làm đều là thước lộ ba. Thì nó gồ gỡ thô mộc vậy. Nhưng mà nó thước lộ ba thì nó phong thủy nó không tốt. Qua khách thấy tưởng ưng quá trời luôn. Làm anh em cũng vui. Khách mà tàu lên đây họ chào hàng kỹ lắm. Chứ không phải là như mình đâu. Qua cũng may thì anh cũng thấy vui vẻ, cũng khen. Chứ mà không vui vẻ là thấy cũng mệt á. Nên là phải cố gắng làm đẹp hơn nữa để chiều lòng khách.